Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 301: Thiên sát phát triển. Cứ nghĩ sẽ có một trận chiến giữa hai cao thủ, thế nhưng lại kết thúc nhanh như vậy. Đại công thần chính là Pikachu rồi. Hàng ngàn đệ tử bắt đầu rời đi. Hoàng Minh sau ngày hôm nay có lẽ là đệ tử có danh vọng và thực lực lớn nhất. Hoàng Minh không để ý trên khán đài. Hắn lúc này hỏi thăm cậu ca về tình hình một tháng qua. Cậu ca kể lại sự việc từ đầu tới cuối. Nghe hết, Hoàng Minh chỉ mỉm cười, nhìn qua những người còn lại đang đứng trong đội ngũ của khăn quàng đỏ. Trong đó có bác Âu cùng Nguyệt Chỉ. Hoàng Minh quét mắt một hồi, nhìn thấy thân ảnh thiếu niên liền gật đầu. Ngay lập tức hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho cậu ca, dặn phân phát cho mọi người. Cậu ca vui vẻ nhận lấy. Đồ của Hoàng Minh tuyệt không phải bình thường. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ rời đi. Trước khi đi, Hàng Thanh Nhi còn dặn Hoàng Minh: tối nay muội qua đón huynh, nhớ đấy. Hoàng Minh gật đầu. Hàng Thanh Nhi vui vẻ rời đi. Diễn võ trường lập tức giải tán. Hoàng Minh về đến phòng ở. Đi phía sau hắn là cậu ca cùng một thiếu niên. Thiếu niên này thân hình nhỏ gầy, cũng không có gì nổi bật. Cậu ca tuy ngạc nhiên vì sao Hoàng Minh lại dẫn theo thiếu niên này, nhưng không dám hỏi. Vừa vào đến nhà, lập tức thiếu niên này quỳ một chân, tay phải để trước ngực, trịnh trọng lên tiếng: Lăng Nhất Thiên, chiến sĩ trung đội 37, đại đội 2, tiểu đoàn 2, binh chủng đặc công, tham kiến thiếu gia. Cậu ca kinh hãi, mặc dù nghe không hiểu lắm, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra Hoàng Minh nhất định là có một thế lực lớn nào đó. Không ngờ thiếu niên này lại gọi hắn là thiếu gia. Nếu là thiếu gia thì nhất định là một gia tộc mạnh mẽ, lại còn phân bố quân hàm, nhất định là quân đội chính quy. Thật khó thể tưởng tượng được. Hoàng Minh ngồi trên ghế phất phất tay ý đứng dậy. Thiếu niên đứng dậy, hai mắt lóe lên tinh quang đầy sùng bái. Nói xem tình hình thế nào. Hoàng Minh lên tiếng. Lăng Nhất Thiên gật đầu, không để ý đến cậu ca bên cạnh mà lên tiếng. Cậu ca ở đây chứng tỏ Hoàng Minh không coi hắn là người ngoài. Thiếu gia, hiện tại Hoa Anh Đào Thương Hội đã có 42 phân đội, 7 phân đà, một trụ sở chính. Tiếp đó là Thiên Thai Lâu đã đi vào hoạt động, lượng tình báo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi. Lăng Nhất Thiên thông báo nhanh gọn, đầy đủ thông tin cần thiết. Hoàng Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu ca đứng ở một bên thì run sợ. Đây là quái quỷ gì? Không ngờ Hoàng Minh đã phát triển thế lực như vậy. Hơn hết là hắn không ngại cho mình biết, chứng tỏ cậu ca hắn thật sự đã được Hoàng Minh tín nhiệm rồi. Phú Quốc Đảo hiện tại thế nào? Hoàng Minh hỏi. Lăng Nhất Thiên trả lời: Bẩm thiếu gia, Phú Quốc Đảo hiện tại phát triển mạnh mẽ, dưới sự quản lý của đoàn Mỹ Mỹ, quân số đã tăng lên tới 7 đại đội, 2 tiểu đoàn, liên tục thay máu quân số mới cùng tiến tới trung vị diện. Ồ, là đoàn Mỹ Mỹ sao? Hoàng Minh hơi kinh ngạc, không ngờ hiện tại đoàn Mỹ Mỹ lại nhận trách nhiệm lớn thế này. Vậy còn Cao Trang ở đâu? Sao nàng không nắm quyền? Cao Trang tiểu thư ở đâu? Hoàng Minh lại hỏi. Lăng Nhất Thiên trả lời: Dạ, Cao Trang tiểu thư bế quan tu luyện, lúc ta rời đi tiểu thư vẫn chưa xuất quan. Hoàng Minh ồ một tiếng, không nghĩ Cao Trang đã bắt đầu tu luyện rồi. Biệt Trương đã tìm cho nàng một bộ công pháp. Còn có gì nổi bật không? Hoàng Minh lại hỏi. Bẩm thiếu gia, hai vị tiền bối Hùng Phương cùng Ngân Nguyệt nhờ tụ linh thiên trận đã tiến giai rồi. Trong khi đó đã xuất hiện nữ chiến đội do các vị tiểu thư thành lập. Cái gì? Nữ chiến đội sao? Hoàng Minh kinh ngạc. Nữ chiến đội nào, do ai thành lập? Lăng Nhất Thiên biết Hoàng Minh sẽ hỏi như vậy nên trả lời ngay. Thưa thiếu gia, nữ chiến đội là do tiểu thư Cao Trang, đoàn Mỹ Mỹ, Hạ Di, Mễ Mễ, An An, các vị tiểu thư cùng tạo dựng lên. Hiện tại quân số cũng đã lên tới 300 người rồi.
Hoàng Minh nghe xong thì bó tay. Hiện tại đã phát triển đến mức này rồi, chỉ cần không vi phạm quy định do hắn đặt ra, vậy là được rồi. Số lượng tham gia các tông môn đã được bao nhiêu rồi? Hoàng Minh lại hỏi. Vấn đề này vô cùng quan trọng. Bẩm thiếu gia, hiện tại đã có 800 người gia nhập tông môn. Lưu Vân Tông chúng ta đã có 32 người. Hoàng Minh gật đầu. Vậy là được rồi. Hiện tại gia nhập, Hoàng Minh tin tưởng Vây Thiên Phú người của hắn nhất định sẽ nổi bật tại các tông môn là điều chắc chắn. Cậu ca nghe được càng kinh hãi thêm. Không ngờ thế lực của Hoàng Minh lại kinh khủng như vậy. Thâm nhập vào các tông môn tại trung vị diện sao? Đây là một thế lực như thế nào? Nhớ lại Hoàng Minh tới Lưu Vân Tông chưa đủ 3 tháng, hắn đã là đệ tử phong vân của Lưu Vân Tông rồi. Có khi nào thế lực đằng sau Hoàng Minh muốn thâu tóm trung vị diện? Càng nghĩ cậu ca càng run sợ. Hắn không ngờ đã đoán ra ý định của mình. Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ quay sang nhìn cậu ca. Cậu ca giật mình sợ hãi, vội quỳ mọp xuống kêu lớn. Lão đại, không, thiếu gia, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài. Ta có thể thề, ta thề. Chương 302, ra mắt. Hoàng Minh nhìn cậu ca sợ hãi quỳ mọp dưới đất mà không nói gì. Cậu ca cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn rõ ràng biết Hoàng Minh sẽ không giết hắn, thế nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Gần vua như gần cọp, vì lão đại này của hắn không khác gì vua là mấy, hỉ nộ vô thường, khó có thể nắm bắt được tâm tư của hắn. Tiểu cậu à, hiện tại ngươi không thể ở Lưu Vân Tông nữa rồi, mọi chuyện giao lại cho Nhất Thiên đi. Hoàng Minh cất giọng làm cho cậu ca sợ hãi. Tại sao lại không thể ở lại? Chẳng lẽ Hoàng Minh muốn giết hắn, hoặc là không cần hắn nữa? Cậu ca nước mắt nước mũi tèm nhem, đoạn cầu xin. Lão đại, thiếu gia, ta cho ta một mạng đi. Ai, ta còn mẹ già 90 tuổi, dưới còn có con nhỏ 10 tuổi. Ai, xin lão đại, người giờ cao đánh khẽ. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của hắn thì vừa bực mình vừa buồn cười. Ai, cái tên điên này, ngươi bị ngáo à? Hiện tại giao lại khăn quàng đỏ cho Nhất Thiên. Hiện tại ta có nơi cần ngươi hơn. Nhất Thiên, đưa hắn tới Thiên Thai Lâu, chuyên chỉ dụ của ta, cho hắn nắm quyền lực ngang hàng cùng lâu chủ. Vâng. Lăng Nhất Thiên một câu vâng, sau đó nhìn về phía cậu ca, ý tứ muốn dẫn hắn theo ra ngoài. Cậu ca đang từ địa ngục bất chợt lên tới thiên đàng. Thật không ngờ được Hoàng Minh giao cho hắn ra ngoài, dường như có nắm chức vụ không nhỏ. Tới nơi đó nhất định đừng có làm ta thất vọng đấy. Với khả năng của người, ta cần một cây tình báo mạnh nhất. Cậu ca nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hoàng Minh tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ phát huy hết thực lực của mình. Đa tạ thiếu gia. Cậu ca lên tiếng. Sau đó cậu ca nhận từ Hoàng Minh đan dược giải độc hoàn toàn, theo Lăng Nhất Thiên trong ngày rời đi. Còn lại một mình Hoàng Minh đóng cửa. Tại trung vị diện, hai tháng gần đây có một thương hội quật khởi mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của phiên ảnh hội đấu giá, liên tục có cứ điểm tại vô số tòa thành, cao thủ như mây. Với tiêu chí hữu hảo trên giang hồ, Hoa Anh Đào thương hội vô cùng sảng khoái giúp đỡ các tán tu rơi vào khó khăn. Hiển nhiên được sự kính trọng của tán tu toàn bộ trung vị diện. Đừng coi thường cố lực lượng này. Tán tu tuy không có tông môn tài nguyên, thế nhưng kẻ nào cũng sống trong sự mài giũa của sinh tử, vô cùng mạnh mẽ. Nếu tán tu tụ tập lại, còn lớn mạnh hơn bất cứ tông môn lớn nào. Thế nhưng thần bí nhất phải kể đến Thiên Thai Lâu, nổi tiếng nhất mới quật khởi vừa rồi. Thiên Thai Lâu ý nghĩa như tên, Thiên Thai Lâu thần bí khiến tu giả toàn bộ trung vị diện tò mò. Vô số cao thủ muốn tìm đến ý đồ khám phá, thế nhưng không một ai dám liều. Có một lần, bốn vị huyền thần cảnh giới đột nhập Thiên Thai Lâu nên bị đánh cho trọng thương hai người, vong mạng hai người. Điều này khiến cho toàn bộ trung vị diện kinh hãi. Thiên Thai Lâu danh tiếng cứ thế mà lớn mạnh, nhất là công việc của Thiên Thai Lâu càng làm cho người ta kinh sợ. Thiên Thai Lâu là nơi vung tiền của các cao thủ tu giả, nơi đây ăn uống một đêm có thể mất tới 3-4 triệu kim tệ. Thế nhưng không ai kêu gào gì, thậm chí còn thở hắt ra rằng kim tệ quá ít, không thể ở lại lâu hơn. Hoàng Minh lúc này cũng không biết Thiên Thai Lâu nổi danh như thế nào. Hắn lúc này đang cùng Hàng Thanh Nhi đứng trên yêu thú phi hành. Hướng bay chính là nơi Hàng Vô Ưu ở. Hàng Thanh Nhi đứng cạnh Hoàng Minh, hai mắt đầy vẻ nhu tình, lên tiếng nói. Hoàng Minh, muội muốn cảm ơn huynh, muội... Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì?
Không chỉ Hàng Vô Ưu mà cả Hàng Thanh Nhi cũng lên tiếng cảm ơn hắn. Cảm ơn ta vì chuyện gì vậy? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hàng Thanh Nhi chỉ mỉm cười không nói thêm. Nụ cười xinh đẹp khiến cho Hoàng Minh xao xuyến. Một lát sau đã thấy xuất hiện dưới đỉnh núi một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh cây cối rất nhiều. Căn nhà có ánh sáng phát ra làm cả màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo có thêm chút sự sống của con người. Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi đáp xuống thì yêu thú liền bay đi. Hàng Thanh Nhi kéo tay Hoàng Minh vào bên trong. Bên trong không gian cũng không rộng lắm, thế nhưng rất ấm cúng. Hai người đi vào đến cửa thì thấy được qua bức tường kính bên trong có người. Không chỉ một người mà là hai người. Hàng Vô Ưu cùng một mỹ phụ. Mỹ phụ này xinh đẹp vô cùng. Ngũ quan cùng Hàng Thanh Nhi không khác là mấy, chỉ có thần sắc là hơi tái một chút mà thôi. Hoàng Minh đã ngờ ngợ đoán ra được thân phận của người này. Hàng Vô Ưu chậm rãi tiến ra mở cửa đón hai người. Cả hai tiến vào, Hoàng Minh lên tiếng chào hỏi. Kính chào sư phụ. Hắn quay sang nhìn mỹ phụ kia, cũng không do dự lên tiếng. Kính chào sư nương. Mỹ phụ gật đầu, có vẻ rất hài lòng, chậm rãi đánh giá Hoàng Minh. Hàng Vô Ưu mỉm cười lên tiếng nói. Thôi, mau mau ngồi xuống, bữa tối cũng xong rồi. Bốn người chậm rãi ngồi xuống bàn. Hoàng Minh hơi ngượng ngùng. Đây không nghi ngờ gì là lần đầu tiên hắn ra mắt bố mẹ vợ à. Hoàng Minh à, phụ mẫu con có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Mỹ phụ lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh lên tiếng đáp. Phụ mẫu hiện tại còn ở Hạ Vị Diện, hiện tại vẫn khỏe mạnh, đa tạ sư nương đã quan tâm. Bữa tối cứ chậm rãi diễn ra. Chỉ mới một giờ, thế nhưng đối với Hoàng Minh thì dài như gần một năm. Sư nương của hắn liên tục hỏi thăm gia cảnh người thân, không khác gì hỏi cung là mấy. Thế nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn trả lời. Chương 303, lên đường. Thật ra hôm nay gia đình ta muốn cảm ơn con. Hiện tại ta có thể ngồi đây ăn uống cùng phu quân cùng nữ nhi chính là nhờ con. Mỹ phụ lên tiếng cảm ơn. Hoàng Minh ngạc nhiên. Lệ Vân, để ta nói được rồi. Hà Vũ Yêu mỉm cười, nắm lấy tay nương tử, quay đầu lại nói với Hoàng Minh. Còn nhớ đan dược ta lấy từ tay con không? Hoàng Minh gật đầu, bỗng chốc ổ lên. Hắn đã hiểu ra chuyện gì rồi. Hàng Vô Ưu gật đầu nói tiếp. Lệ Vân vốn thể chất yếu ớt, sau khi sinh Hàng Thanh Nhi thì lâm vào giấc ngủ triền miên, rơi vào trạng thái chết giả, không có cách nào cứu chữa. 17 năm qua ta đã tìm vô số biện pháp, thế nhưng vẫn không có cách nào cứu nàng. Thế rồi người xuất hiện, thành công chế tạo nghịch thiên đan trong truyền thuyết, cứu được Lệ Vân. Cả gia đình ta đều mang ơn người. Hoàng Minh nghe vậy thì lắc đầu, nói ra. Sư phụ, người quá khách sáo rồi. Nếu ta mà biết, nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Người cũng là sư nương của ta, không phải người ngoài mà. Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng sinh ra đã không có tình thương của mẫu thân. Mẫu thân của nàng gần 20 năm qua đều chỉ nằm trong mật thất. Hiện tại, nàng có thể thấy được mẫu thân sống lại, vô cùng hạnh phúc. Bữa tối hòa hợp khiến cho ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mà rời đi. Hoàng Minh à, sắp tới tranh đoạt bí cảnh, giúp ta bảo vệ Thanh Nhi nhé. Lệ Vân lên tiếng nói. Hoàng Minh vâng dạ một câu. Hàng Thanh Nhi đương nhiên là hắn sẽ phải bảo vệ rồi. Hà Vô Ưu cũng lấy ra hai chiếc vòng tay nhỏ đưa cho cả hai, đoạn nói. Khi tiến vào bí cảnh sẽ bị không gian tách riêng lẻ. Cả hai cầm lấy vật này đeo vào tay. Khi tiến vào, nó có thể giúp tìm thấy nhau dễ dàng hơn. Hoàng Minh gật đầu không ngần ngại đeo vào tay. Hàng Thanh Nhi hai má ửng đỏ. Hoàng Minh không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ. Đây là Uyên Ương Vòng, vốn là của hai người Hàng Vô Ưu cùng Lệ Vân. Hôm nay không ngờ lại trao cho Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi. Chuyện hôm nay ta đã biết rồi. Thực lực của con mạnh mẽ như vậy, hiện tại tiến tới bí cảnh tranh đoạt ta cũng an tâm phần nào. Lần này bí cảnh tranh đoạt không giống với những lần khác, nhất định phải cẩn trọng hơn. Hàng Vô Ưu nói làm cho Hoàng Minh kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra mà không giống những lần trước? Hàng Thanh Nhi rất nhanh đã lên tiếng hỏi. Phụ thân, người nói rõ một chút được không? Tại sao lại không giống những lần khác? Hàng Vô Ưu cũng không giấu giếm mà kể lại. Hoàng Minh nghe một hồi đã hiểu. Hóa ra 50 năm trước, Hàng Vô Ưu đại diện cho Lưu Vân Tông
tham gia tranh đoạt bí cảnh. Khi ấy tiến vào vòng tranh đoạt thứ 3, chỉ còn lại 500 người. Không ngờ lại phát hiện ra bí địa nhỏ trong bí cảnh. Nơi này trận pháp đã suy yếu. Nhanh chóng, các thiên tài hội tụ, có ý muốn phá vỡ bí địa. Tuy nhiên, mặc dù trận pháp đã suy yếu, thế nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được. Thế nên sau khi các thiên tài trận pháp sư quan sát tìm hiểu, đã nói ra phải cần thêm 50 năm nữa trận pháp bí địa mới có thể công phá. Thế nhưng, Lứa Hàng Vô Ưu 50 năm sau làm sao có thể quay lại tìm hiểu cơ chứ? Chỉ có thể trông cậy vào đám đệ tử hậu bối mà thôi. Lần này tham gia tranh bí cảnh, nhất định nơi bí địa kia sẽ phát sinh một hồi tranh đấu. Mặc dù không biết đó là nơi nào, thế nhưng một trận tranh giành bí địa nhất định sẽ phát sinh. Thậm chí lần này có thể sẽ có cả người của Thượng Vị Diện đi xuống. Bí địa này có những văn tự rất cổ. Điều này khiến cho chúng nhân sôi trào. Có người còn tung tin đây là chiến trường cổ xưa. Bên trong nhất định có vô vàn binh khí, pháp bảo truyền kỳ. Nhiều người lại cho rằng bên trong chính là một thế giới thông đạo khác, đi tới không gian khác. Tóm lại là chưa thể biết rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tranh đoạt bí cảnh lần này sẽ vô cùng đặc sắc. Hòa Minh nghe xong cũng cảm thấy có hứng thú. Nếu vậy chuyến đi này sẽ khá thú vị đây. Hai ngày sau, 15 đệ tử được tông môn đưa tiến tới bí cảnh. Dẫn đầu chuyến đi này là Hàng Vô Ưu, cùng vị Vân trưởng lão lúc trước dẫn Hoàng Minh đi nhập đệ tử ký danh. Hỏi ra mới biết vị Vân trưởng lão này kinh khủng tới mức nào. Có thể nói Vân trưởng lão này là người mạnh nhất trong toàn bộ 30 mấy vị trưởng lão, danh vọng cũng là lớn nhất. Hoàng Minh tặng lưỡi, vậy mà trước kia lúc mới vào hắn lại có cảm giác vị trưởng lão này chỉ chuyên sắp xếp đệ tử ký danh nhập môn. Tội lỗi quá. Phi thuyền pháp bảo nhanh chóng rời khỏi Lưu Vân Tông, mang theo một đoàn người rời đi. Mục tiêu tiến tới chính là Phí Sa Thành. Hòa Minh lần này chính là đội trưởng của toàn bộ 15 người. Không ai có dị nghị ý kiến gì cả, kể cả Vũ Vấn Sơn, Cửu Long cùng Lã Cuồng. Hòa Minh chỉ nhún vai, nghe Hàng Vô Ưu nói một hồi rồi lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài. Chương 304 Thiên Thai Lâu. Phí Sa Thành hiện tại đã có gần vạn tu sĩ, mật độ người phải nói là đông kinh khủng. Dù cho bí cảnh tranh đoạt không thể quan sát, thế nhưng vẫn thu hút tu giả tràn về nơi đây. Hiện tại chỉ còn một ngày nữa là tranh đoạt danh ngạch bắt đầu. Hàng trăm tông môn đã tề tụ đông đủ, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng. Ồ, xem kìa, là Lưu Vân Tông đấy. Một đệ tử chỉ lên trời, rất nhiều người ngóng theo. Trên trời là một pháp bảo phi hành chậm rãi hạ cánh. Thành chủ Phí Sa Thành ngay lập tức ra đón niềm nở. Hoàng Minh dẫn đầu mang theo đám người Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ, Lã Cuồng, Vũ Vấn Sơn, Cửu Long và 9 đệ tử khác đi theo xuống. Hàng Vô Ưu vui vẻ nói chuyện nhiệt tình cùng thành chủ Phí Sa Thành. Sau một hồi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, đệ tử được phép đi lại tham quan Phí Sa Thành. Hoàng Minh dẫn theo Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ đi tham quan Phí Sa Thành. Nơi này hiện tại người đi lại đông kinh khủng, không khí chẳng khác gì hội chợ. Hoàng Minh phải kéo tay cả hai nàng mà chen vào hàng người. Hàng Thanh Nhi thì không sao, chỉ đỏ mặt đi theo. Nhưng Ngọc Yên Mỹ lại có chút thất thần khó hiểu, cũng không có dãy dụa gì. Mặc cho Hoàng Minh kéo theo, cả ba đi tham quan một hồi đường phố, sau đó vào một quán ăn khá đông khách. Hiện tại quán đã chật kín bàn rồi, mặc dù có 2 tầng nhưng mà lại không còn bàn trống, đủ để biết sinh ý thịnh vượng đến mức nào. Tiểu Nhị, có bàn trống không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi Tiểu Nhị, tay phải giơ lên làm động tác. Tiểu Nhị đang vui vẻ hớn hở định trả lời thì biến sắc, khuôn mặt có chút sợ hãi. Thế nhưng ngay sau đó trở lại vẻ nịnh nọt bình thường. Dẫn theo ba người lên tầng 3, đây là tầng không tiếp khách, không ngờ lại dẫn cả ba lên trên này. Ngồi vào bàn ăn, vị trí cạnh cửa sổ, ngay lập tức thức ăn được mang lên nhanh chóng, toàn bộ đều là món ngon nhất tại nơi đây. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ kinh ngạc khó hiểu, không ngờ bọn họ lại được tiếp đãi như thế này. Một lát sau, một vị trung niên tiến tới, thấy Hoàng Minh cùng hai nữ nhân thì quỳ xuống thưa. Chủ sự thịnh đường thứ 40 năm Hoa Anh Đào, bái kiến thiếu gia. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang phía Hoàng Minh. Hoàng Minh không hề để ý hai nàng, phất tay cho trung niên kia đứng dậy. Người là chủ quán này sao? Tình hình thế nào? Trung niên kia tu vi không ngờ đạt tới kim thần trung kỳ cảnh giới, tại đây cũng có chút sức lực. Nghe Hoàng Minh hỏi vậy,
lên tiếng trả lời. Bẩm thiếu gia, hiện tại Phí Gia Thành có 3 cứ điểm của Hoa Anh Đào đã nắm bắt được thế lực ngầm ở đây. Hơn hết, Thiên Thai Lâu có 2 tòa, ở đây cũng có 1 tòa. Thiếu gia có thể tới xem một chút. Hoàng Minh gật đầu, lại hỏi tiếp. Có thiếu úy nào tới đây chưa? Trung Niên đáp ngay. Có Triệu thiếu úy, Lệnh Hồ thiếu úy, Vũ thiếu úy đã ghé qua. Hoàng Minh hài lòng, vậy là đám tiểu đệ phát triển cũng khá tốt, không đến nỗi nào. Ngày mai tham gia tranh đoạt, có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Cho Trung Niên kia ra ngoài, thấy hai vị nữ tử kia đang nhìn mình, Hoàng Minh cười lớn, cũng không giải thích, thúc giục các nàng ăn uống. Mặc dù nghi ngờ, thế nhưng hai nàng cũng không có hỏi hắn. Nếu Hoàng Minh muốn kể, nhất định hắn sẽ kể. Đi thêm 2 vòng nữa, rồi cả 3 về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai rốt cuộc bí cảnh cũng muốn mở ra rồi. Hoàng Minh đêm nay lại không ngủ, hắn chậm rãi đi ra ngoài, tiến đến Thiên Thai Lâu. Chiều nay hắn đã đi qua, quyết định tối nay sẽ tới một mình. Thiên Thai Lâu buổi tối đúng là đông khách nhất, tu sĩ ra vào nườm nượp. Bóng dáng Hoàng Minh vừa xuất hiện, đương nhiên khiến cho hai vị tú bà vui vẻ sán lại hỏi thăm. Hoàng Minh cũng chưa muốn để lộ thân phận, thế nên cũng đi theo một người tiến vào. Thiên Thai Lâu có 4 tầng, diện tích khá lớn. Chưa tiến vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, tiếng nam nhân cười nói sang sảng, tiếng nữ nhân nỉ non. Đúng là nơi ăn chơi hưởng thụ tiêu kim tệ của người giàu có. Hoàng Minh phong thái ung dung tiến vào, ngay lập tức được sự chú ý của các nữ nhân xinh đẹp. Họ ríu rít hỏi thăm ân cần, mỹ nhân như tơ. Hoàng Minh cũng nhập ra tùy tục, chọn lấy một cô nương còn trẻ xinh đẹp làm hướng dẫn viên. Cô nương này gọi là Tiểu Trúc. Tiểu Trúc tu vi đã là luyện thể kỳ cảnh giới, không ngờ lại làm việc ở đây. Nàng dẫn Hoàng Minh đi một vòng tầng 1 giới thiệu, ngay sau đó dừng lại ở đại sảnh. Đại sảnh này được thiết kế không khác gì quán bar là mấy. Bên trên có một cái đài cao, các nữ tử quần áo khêu gợi đang nhảy múa. Phía dưới có những bàn tròn đầy rượu cùng đồ nhắm, không khí đầy tiếng cười nói. Sinh ý của Thiên Thai Lâu không cần nói cũng biết. Hoàng Minh nhếch môi cười. Thiên Thai Lâu cũng chỉ là một phần của thiên thượng nhân gian mà thôi. Thiên thượng nhân gian mới là nơi gà đẻ trứng vàng. Thế nhưng hiện tại Thiên Thai Lâu phát triển cũng giúp hắn được rất nhiều. Chương 305 Bích Sao. Bỗng nhiên tầng 2 có tiếng nói ồn ào như cãi nhau. Hoàng Minh nhíu mày nhìn lên. Tầng 2 Hoàng Minh đã nghe Tiểu Trúc nói qua. Tầng 2 là nơi ở qua đêm của khách. Hiện tại không ngờ có chuyện gì đó xảy ra. Hoàng Minh đi theo cầu thang lên trên xem. Phía trước có 4-5 người đang có xích mích. 4-5 người này không ngờ Hoàng Minh đều nhận biết. 2 người là Cửu Long cùng Vũ Vấn Sơn. 3 người còn lại lại là một kẻ mà Hoàng Minh căm thù nhất. Thất Bàn đã tới đây 2 ngày, đã ghé qua Thiên Thai Lâu. Hắn thích nhất căn phòng cùng người đẹp của phòng này. Hiện tại đến nơi đây không ngờ người đẹp lại đang tiếp 2 kẻ khác, mà lại còn tiếp qua đêm. Hắn làm sao mà chịu được. Từ ngày được tái tạo lại cánh tay, thực lực tăng mạnh, hắn càng trở lên kiêu ngạo. Nhất là thời gian qua bị phụ thân hắn cấm thúc, ham muốn không có chỗ nào phát tiết. Vừa mới có dịp tiến đến tranh đoạt bí cảnh, ngay lập tức hắn tiến tới Thiên Thai Lâu danh tiếng ngút trời này. Quả thực không làm cho hắn thất vọng. Với thân phận thiếu chủ của Phi Sát Tông, hắn càng ngang nhiên bá đạo nơi này. Hiện tại Cửu Long cùng Vũ Vân Sơn không để mặt hắn, hắn càng muốn gây sự. Hai tên phế vật khốn khiếp các người chán sống rồi à? Hiện tại lăn đi cho bổn thiếu chủ, nếu không muốn chết. Thất Bàn lên tiếng, hai mắt hắn bắn ra 2 đạo hàn quang, khí thế dâng lên, không ngờ là huyền thần cảnh giới. Cửu Long cùng Vũ Vân Sơn tuy căm giận, nhưng biết không đấu lại đối phương, đã có ý rời đi. Thế nhưng Thất Bàn lại không có ý cho bọn hắn rời đi nhẹ nhàng như vậy, đoạn nói. Các người quên ta nói gì sao? Là lăn đi, có hiểu không? Cả Thiên Thai Lâu đều chú ý qua bên này. Cửu Long cùng Vũ Vân Sơn giận dữ, không ngờ kẻ này lại không nói lý lẽ như vậy, kiêu ngạo hống hách. Người không cần phải như vậy chứ, là người sai rõ ràng, chúng ta đã nhượng bộ rồi mà. Vũ Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Xích khả sát bất khả nhục, hắn cũng là thiên tài của Lưu Vân Tông, nếu lăn ra ngoài, mặt mũi nào dám nhận là đệ tử hạch tâm của Lưu Vân Tông. Đúng vậy, nếu muốn thì chúng ta sẽ liều mạng với người. Đừng tưởng huyền thân cảnh đã là vô địch. Cửu Long cũng lên tiếng nói. Phía sau Thất Bàn, hai vị đệ tử khác cũng khí thế hừng hực, thực lực hiện hiện ra. Cả hai đều là kim thần trung kỳ cảnh giới. Phi Sát Tông đệ tử không ngờ mạnh như vậy.
Không khí dương cung bạt kiếm bỗng chốc bị phá vỡ, một tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một thân ảnh xinh đẹp từ trên tầng 4 hạ xuống, thân hình nhẹ nhàng như cánh bướm phiêu du. Hai dải lụa vàng từ cánh tay liên tục bắn ra, quấn vào những cột lớn, làm trọng lực hạ xuống. Thân hình ma quỷ hiện ra đầy khêu gợi, khách nhân đều nước nước bọt ừng ực. Mấy nữ thật đẹp, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhất là cặp đùi trắng nón lấp ló sau ống quần của nàng, toàn thân lại tràn đầy mị lực của sự thành thục. Thế nhưng dao động linh lực khiến cho người ta kinh sợ. Huyền thần trung kỳ cảnh giới, thật khó có thể tin được nữ nhân mỹ mạo tuyệt luân này lại có thực lực huyền thần trung kỳ, quá đáng sợ. Ai, hai vị công tử sao lại động thủ trong thiên thai lâu của ta cơ chứ, thật là làm cho người ta buồn lòng mà. Tiếng nói nũng nịu kèm theo lời trách móc khiến cho người ta nghe mà nhũn ra, thế nhưng trong lời nói khiến cho người ta kinh sợ. Không ngờ nữ tử xinh đẹp này lại là lâu chủ chăng? Chủ của thiên thai lâu lại là một nữ tử, điều này khó có thể khiến cho người ta tin tưởng. Thất Ban hai mắt tỏa sáng, lâu chủ của thiên thai lâu không ngờ lại là nữ nhân, lại còn vô cùng kiều diễm, đầy vẻ thành thục. Tính hào sắc dâng lên cực điểm, hắn nhanh chóng đổi giọng mà nói. Ai, thật khó có thể tin, không ngờ ta có thể gặp được một mấy nữ như lâu chủ, quả thật là may mắn nhất cuộc đời ta. Chỉ cần lâu chủ ra mặt, ta sẽ thả cho hai kẻ phế vật kia một mạng. Công tử chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Nhân gia là nữ nhân yếu ớt không chịu nổi máu me đâu. Các người có thể ra ngoài giải quyết ân oán, tránh động thủ trong thiên thai lâu của ta. Câu nói của nàng đầy ẩn ý, chẳng ai tin là nữ nhân này sợ máu, huyền thần cao thủ mà lại nói sợ máu, có quỷ mới tin. Thế nhưng không ai phản bác, hiện tại nàng chính là tiêu điểm của toàn trường. Mỗi lời nói ra đều khiến cho người ta nghe lọt lỗ tai. Quả thực là không ngờ ta có thể biết quý danh của lâu chủ chăng? Thất Ban rất chuyên nghiệp lên tiếng hỏi, đây cũng chính là câu hỏi của toàn bộ nam nhân ở đây. Ai cũng muốn biết quý danh của mỹ nữ lâu chủ này. Nàng chậm rãi đi tới bên một bàn nhỏ cạnh rào chắn tầng 2, thân hình mảnh mai ngồi xuống ghế, mọi hành động đều tự nhiên vô cùng. Nàng tự rót cho mình một ly trà nhỏ, toàn bộ chú mục toàn trường đều theo từng hành động của nàng. Không hổ là mỹ nữ, lực chú ý thật đáng sợ, nhất là mỹ nữ có quyền lực lại khiến cho người ta càng hấp dẫn. Mỗi cái chớp mắt hay nhăn mày đều câu hồn đoạt phách. Tên của ta sao? Vị lâu chủ này mỉm cười, đoạn nói. Ta là Bích Giao. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.